Đấy, đủ lọ này. Rồi nhá. Đây cho mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Video review đồ của mình nó có khác. Đồ của mình thật là thoải mái. Mình không có phải suy nghĩ, không có phải là chuẩn bị, không có phải gì cả. Mình cứ lôi đồ ra là mình inbox ra là mình quất thôi. Đã ha mọi người. À thì giới thiệu cho mọi người biết thì đây là cái phòng ngủ của tụi mình. Ở đây là cái cửa. Ở đây là cái giường. Giường bên cạnh cửa sổ. Ở đây là không có gì cả. Ở đây là cái tivi, đây là khu vui chơi giải trí của tụi mình. Ở đây bao gồm tivi PS4 đây, với lại cái ghế lười là ở chỗ này. Thì đó là đây là khu vui chơi giải trí của tụi mình. Sau đây tôi xin phát biểu cái lý do tại sao mà tôi làm video này. Nhưng mà để mà làm một cái video cho nó đàng hoàng, cho nó ra dáng ông Đép thì chúng ta phải có cái gì? Chúng ta phải có bia. Thật ra là tôi đã đặt ra một cái lời hứa cách đây 2 ngày, đó là tôi sẽ không bao giờ tôi uống bia nữa. Đây là hôm nay phải uống bia thôi phải không ạ? Không thể được. Bất họ người ta nói rồi, bất quá tam đúng không? Mình nhịn tới ngày thứ ba thôi là mình phải uống lại đúng không? Mắc chưa rót ra để uống được. Đây là kiểu uống bia tôi thường dùng. Đây là một cái ly cách nhiệt. Ở dưới này tôi sẽ bỏ một ít đá vụn vụn vào ở phía dưới. Sau đó tôi sẽ bỏ cái lon bia phía trên. Nó sẽ giữ lạnh được lâu hơn mà tôi không cần phải bỏ đá vào trong bia, vậy thôi. Đây là một cái trải nghiệm rất là vui, đó là tôi ngồi đây làm video, vợ tôi ngồi đầu kia nhìn tôi cười, không chịu nó. Rồi thì cái video này nó đã được delay cái video này nó đã bị delay hơn một tháng, tháng là 2 tháng, đó là từ trước Tết tới bây giờ. Có nghĩa là hồi cuối năm ngoái cơ. Cuối năm ngoái có nghĩa là đoạn tầm tháng 12 á, là tôi đã đặt một cái bộ Collector Edition của God of War về để tôi chơi. Bản God of War rất là rock ấy, về để tôi chơi, nhưng mà tới bây giờ thì nó vẫn còn ở trong hộp. Đây, tới bây giờ nó vẫn còn ở trong hộp. Thì mấy ông đã hiểu được là trong cái thời gian vừa rồi là tôi đã bận tới cỡ nào. Nói thì cũng không phải là bận tới cỡ đó, nhưng mà thì nó cũng bận và nó cũng có nhiều cái plan nó xen vào bên trong cái lịch trình của tôi, nên thành ra là tôi không có đầu tư thời gian cho thằng này được. Hôm nay thì một buổi tối trong tuần rảnh rỗi nên tôi inbox thằng này luôn và cho mọi người coi là trong cái bộ này nó có cái thứ gì. Đây, cái đặc điểm của cái thằng này đó là không có shop Việt Nam nào bán cả. Cái bản mà mình mua này á, thì nó không có bán rộng rãi ở trong cái thị trường Sony Việt Nam mình. Sony Việt Nam hoặc là các cái shop game Việt Nam thì người ta sẽ bán cái bản mà Ragnarok Edition. Còn cái bản này là bản Chukna thì nó sẽ đắt hơn một chút và nó có nhiều tượng, nhiều đồ hơn một chút. Đó, unbox thôi, ok vô. Đó, tôi không có quay ba cái đồ B-roll đồ giống em coi đâu nha. Cái này của tôi thì tôi mua ở Mỹ về. Có nghĩa là tôi nhờ một người bạn của vợ tôi ở bên Mỹ mua hộ và ship về hộ. Ok. Thì inbox vô. Cảm ơn người bạn của tôi. Quên, cảm ơn người bạn của vợ tôi. Vô. Rồi. Mày xong rồi. Rồi mở cái đường nào đây? Rồi. Cái hộp ở ngoài này không có gì đâu mà coi mọi người ạ. Hộp trắng không có đẹp. Còn hộp ngoài này cũng bình thường lắm. Qua giờ vui đó thôi. Đứng lại mới được.
cha. Đây. Hai mọi người. God of War Ragnarok Yogna Edition. Nè. Rồi thì mình coi thử ở trong nên có thứ gì à. Thì điểm không cao quá ta. Cao quá sao mà không thấy đường ta. Thấy đường mọi người. À. Thấy rồi đúng không? Vô. Mở ra như nào ta? Thì đây là bên ngoài cái hộp. Đằng trước, đằng sau. Đằng sau thì nó sẽ trailer trước cho mọi người là nó sẽ có những thứ gì. Đầu tiên là có cái búa. Xong nó sẽ có cái đống. Cái đống. Nghe là cái đống này là để người ta chơi game xúc xắc ấy. Xong rồi nó sẽ có một cái hộp đĩa. Nó không có đĩa nha. Bản này nó sẽ không có đĩa nhưng mà nó có cái hộp đĩa bằng kim loại. Xong rồi nó sẽ có một số cái nhạc soundtrack nó ở trong một cái đĩa than. Rồi nó sẽ có một số cái huy hiệu. Rồi nó có cái hộp, nó có vài cái tượng, nó có cái nhẫn. Nó có cái túi đựng nhẫn, nó có cái map nữa. Rồi, giao diện bên ngoài thì rất thôi, cái hộp bình thường, không có giá. Tôi nói thiệt với ông, tôi không phải là unboxer chuyên nghiệp nha. Nên là tôi có thứ gì trên người tôi xài được để tôi unbox là tôi dùng hết. Rồi cái hộp này thì nó bằng giấy. Có mở nắp không? À, có mở nắp này. Không thấy mở nắp không? Đó. Nhìn cái phía trên nó sẽ như này. Đó. Thì mong sẽ có một cái hộp đĩa. Focus đi mình nào ơi. Đó, cái này là cái hộp đĩa nha. Mấy con sói này thì tôi kể với ông rồi mà đúng không? Ngày trước tôi kể chuyện với ông nghe rồi. Rồi thì trong này sẽ không có đĩa mà sẽ có một cái bản Digital Edition. Thì mình sẽ sử dụng cái bản Digital này để mình nhập vào trong PS4 thì nó sẽ ra cái game cho chúng ta. Một full game thôi, còn cái kia là Digital Content. Rồi, tôi tốn miếng bia rồi đó, rất cổ quá. Rồi tiếp theo là một cái túi. Một rồi. Đây gói này. Thì em có chữ rune ở trên này xong rồi. Ở trong nó sẽ. Đó. Ôi trời ơi. Con nhỏ cho bấm bi nữa. Hai cái tượng. Tôi chưa game, tôi chưa chơi phần 5 nên tôi cũng không biết mấy cái nhân vật trong này nó như nào. Này có thể là cái tượng nó liên quan tới nhân vật ở trong game nhưng mà tôi cũng không biết được. Đây, đây là một cái tượng nha. À, phải có chưa coi. À đây. Đó, thì tôi có hai bà. À, trùng hợp thay là tôi có hai ông Viking đang không có vợ ở trên bàn. Bây giờ tôi có hai bà này. Thì là thành hai cặp à. Bữa sau ông đã ra hai cái tượng nữa. Đúng bài luôn. Quá đã. Thôi tôi đi, tôi sắp hết lần trước này đi. Đó. Ơ, bà ngã. Đứng lên coi. Đứng lên con. Rồi. Dựng cái thùng lên coi nè. Ừ, đứa này có một cái cánh cửa. À. Focus vô cái đợt này. Mở cửa nè. Đó. Mở cửa đi. Mấy em chơi God of War phần 4 thì mấy ông đã gặp rất là nhiều mấy cái này rồi đúng không? Mấy cái mà người ta kể chuyện về những cái nhân vật ở trong game ấy. Ví dụ như hai cái con, hai con sói này là hai đứa con của chó Fenrir rồi đấy. Xong rồi là một con dí theo mặt trăng, một con dí theo mặt trời. Khi mà cái con này nó cắn được mặt trời và cái con này cắn được mặt trăng thì khi đó là bắt đầu của Ragnarok. Thì Ragnarok thì nó sẽ là một cuộc chiến của người khổng lồ.
cộng với lại Hell, và nó sẽ đánh với lại người Asgard. Thì bên này là Odin nè, ngựa chiến chân của Odin nè, hai con chim của ông nè, kho này, cầm búa này. Mọi người chơi game rồi thì mọi người cũng đã biết mấy cái này rồi. Thì bức tranh này á là nó về đúng cái Ragnarok luôn, có nghĩa là hoàng hậu của các chư thần, có nghĩa là mấy ông thần đồ, mấy ông sẽ bắt đầu mấy ông bay màu đấy. Rồi mở cái này xuống, trời ơi cái búa. Mở xuống đi luôn. Ở trong này có cái gì nữa ấy? Cái này là cái đĩa soundtrack mọi người. Phục cái đi đầu rồi cái máy ảnh này. Đó. Chắc là soundtrack stereo. Có nghĩa là những cái bản nhạc ở trong game thì vậy. Tôi không nhớ. Rồi, cứ cắt nó đi. Rồi còn gì nữa? Thấy rồi. Rồi, cuối cùng là cái búa. Ủa phải cuối cùng chưa ta? Búa này không biết tôi đâu ra, tôi có hút về được không nữa. Ha, cái búa này còn kỳ được nè, phải không? Bằng nhựa, bằng xốp vậy thôi. Gọn chì được đó. Chì quá rồi. Mà cũng nặng lắm, cũng đầm đầm. Có nghĩa là hắn không phải là bằng sắt, bằng đồ gì hết, mà cầm cũng đầm tay lắm. Có thể là sắp tới cũng có thể phụ giúp gia đình đóng đinh, đóng cột đồ các kiểu. Ồ. Ê, cây búa này mới là cây búa quần thò thật nha. Chớ còn cái cây búa mà mấy ông thấy ở trên phim á, cái Mjolnir ở trên phim á, là cái búa pha cai. Không, một mẫn vùng nữa như thế trần. Thì đây, trên này thì nó sẽ có những cái rune cổ ngữ thôi. Ví dụ mấy ông đi làm đúng không, mấy làm là công ty đúng không, mấy ông để này trên bàn, kêu bay mà qua tìm mấy ông, kể mấy ông phải bắt một quốc cái 6 giờ chiều đó nè, 6 giờ chiều chuẩn bị đi về rồi đúng không, kêu bay tới ai em bắt đi phía chung đi về đó, để búa đây nha, để tôi coi thử xem thử cái hồn này còn gì nữa không nè. À còn cái lớp đi nữa. Úi xù. Đây cho em coi luôn nè. À cái búa che rồi. À rớt đồ. Đây cái này là cái đống huy hiệu nè. Cái này là một cái túi, cái bản đồ hồi nãy mình nói nè. Và bên này là một cái túi gì đó nữa. Để tôi mở đâu tôi coi thử. Thôi cái huy hiệu này gần rớt rồi. À đứng đi con. Đúng rồi đứng đi. À cái đi cài áo à. Ok. Để cài thử coi. Đó, đẹp không? Đó, ok chưa? Để tôi gắn thử đi mấy ông coi liền. Đó, thấy chưa? Một bay là logo đấy, một bay là con sói. Sao mà đỡ được? Còn đây là hai cái còn lại nha. Ủa, chứ cái đầu này có phải đầu sói không? À, con này con hổ. Cái con tôi đang đeo là con hổ mấy ông à. Con này mới là con sói nè. Và con đại bàng. Tiếp theo là cái bịch này. À có cái nhẫn phải không à? Má cái nhẫn to vậy. Nè. Đó thì cái nhẫn nó sẽ như này. Ok. Rồi tiếp theo là cái bịch bản đồ. Đây là cái bản đồ cửu giới đó mọi người. Cái cây này là cây Yggdrasil nè. Cái này là cây thế giới. Thì trong này nó sẽ có cái Midgard. Đó là trái đất. Đó là chỗ của chúng ta ấy. Tại vì sao? Nó có một cái con rắn bao quanh. Cái con rắn này là con chóc Mungin, là con mãng xà trần gian. Thì cái con mãng xà đó là cái, nó bọc xung quanh cái Midgard. Và cái đầu của nó đụng cái đuôi nó luôn. Kiểu vậy. À, nói chung đại loại là như vậy. À, đó là cái tổng số các cái đồ của chúng ta. Rồi, thì đây là tất cả những thứ mà nó có ở trong cái bộ sưu tập này. Đó chính là cái bức tranh về Ragnarok nè.
sau đó là một cái bản, một cái đĩa nhạc soundtrack, sau đó là một vài cái huy hiệu, rồi cái nhẫn, rồi một cái đống hạt đồ chơi, sau đó là một cái bản đồ cây thế giới, sau đó là một cái hộp đĩa, hai cái tượng và cái búa Mjolnir. Ok, thì cái video này á là một cái video mà thực ra dạo gần đây thì rất là lạ so với mình, đó là nó không có bất kỳ một cái setup gì cả, không có background, không có setup, không có chuẩn bị kỹ càng. Đã lâu lắm rồi mình mới có được một cơ hội để làm như vậy, và mình muốn làm như vậy để mà cái video này mình có một cái cảm xúc đó thật nhất, tại vì đây là những thứ mà mình đã rất thích và luôn luôn thích nó. Mình rất thích cái tựa game God of War, nhất là phần 4. Ở đây có một cái miếng spawn God of War Limited Edition, và cái tay cầm ở cái tay cầm cũng là God of War Limited Edition, cái bản của nó. Và bây giờ thì mình có thêm một bộ sưu tập của God of War phần 5. Thì phần 5 thì là phần cuối rồi. Thì mình cũng khá là tiếc khi mà sau này mình sẽ không còn một bản God of War nào nữa để mà mình trải nghiệm. Thì mình có cái đống bộ sưu tập này là tại vì một phần là mình thích God of War, và một phần là tại vì phần 4 và phần 5 của God of War thì nó nói về thần thoại Bắc Âu, và thần thoại Bắc Âu thì nó dính tới Vikings. Và Vikings là một cái mà mình rất thích, và mình đã được truyền cảm hứng bởi cái tinh thần Vikings rất là nhiều trong những cái năm tháng mà mình, thực ra là những năm tháng mà mình bắt đầu học đại học cũng như là bắt đầu học lập trình, thì nó cũng đã hỗ trợ cho mình để mà mình trưởng thành hơn, để mà mình cố gắng mình trải qua những cái khoảng thời gian mà khó khăn. Cái tinh thần Vikings á, thì nó tập trung, mọi người thì sẽ nhìn vào Vikings với một cái, đó là khi mà người xem phim thì người sẽ thấy Vikings suốt ngày đi cướp bóc giết chóc rồi các kiểu. Nhưng mà đối với mình thì mình nhìn đến Vikings với một cái chiều hướng, đó là những cái chiến binh ở Vikings thì người ta mong muốn một điều thôi, đó là người ta có một cái glory death, nghe là một cái chết vinh quang, và người ta sẽ để lại một cái legacy gì đó, một cái di sản gì đó cho cuộc đời. Thì hướng đi của mình cũng như vậy. Hồi trước thì mình cũng đã nói ở trong cái phần động lực 1 của ông Dev, đó là mình muốn để lại một cái legacy gì đó, đồng thời là mình muốn khi mà mình ra đi thì khi mà mình nhìn lại cái cuộc đời của mình thì mình sẽ thấy vui về nó, mình sẽ thấy nó thật là hay ho, nó thật là vui vẻ. Làm ăn dông dài, nhưng mà nói chung là vì tôi nghiện game, tôi thích chơi game nên tôi mua đồ nghiện về tôi chơi. Tôi thích quậy thằng chì, tôi thích phá thằng chì, nhưng mà tôi không có đồ để tôi chơi với nó, nên tôi mua cái búa gì tôi gõ cái đầu đó. Ok chưa? Đó, video đến đây thôi. Nếu mọi người thấy vui thì like share giùm đáp nhé. Nếu mọi người thấy có bất kỳ câu hỏi gì, hoặc là không, tôi không bán lại này đâu, thì thôi mọi người cứ like và share đi cái đã. Nếu đây là lần đầu tiên mọi người đến với channel của mình thì bấm nút subscribe và bấm cái chuông để nhận được những video mới nhất nhé. Ok, see you. Bye bye.